Hello mọi người, chào mừng người đi hát Sabo nha. Thôi cây này nhỏ được rồi, giật được rồi mẹ. Nó giật mấy trái Sabo bị chà bá luôn mẹ. Giật được không? Bự quá. Bự luôn. Cái này ê, xuống chân ông địa được ấy. Cái này em này xuống chân ông địa được không? Sabo chân rỡ trái là bự á, chân lấy lọc. Ừ. Rồi, Út nó đang giật Sabo nè. Ê dạ, ê dạ. Ừ, cái này không được Út ơi, cái này nó rớt hết trơn Út. Rớt hai trái rồi đó. Ủa vậy? Ủa mẹ cái còn cái vật. Mẹ mẹ đi lấy cái vật mới à. Con Út nè, con Hiếp nè. Nó đây nè. Được chưa mày? Có trái chín. Đâu? Lấy cái đó chờ lấy cái chim mang cho nhé. Thôi chưa, cái này chín mẹ đổ ra, tao để đổ ra trước. Chín sao chim nè. Đâu? Kêu bà ngoại cho nó ăn đi. Để cái chim cần. Cho mẹ ngoại cho nó ăn đi ngoại. Ăn cho nó nhiều chứ. Nói giờ đó nó chim tay tiếng tạp bên nha không. Bà ăn rồi, tôi đâu có ăn rồi. Dụ đó, dụ đó. Trái ơi, trái ơi. Không mày mang. Hả? Chụp vi vu luôn hả? Vi vu luôn. Mày đi lên kia mình hái đi Út ơi, chứ mày đi hái đây còn ngồi xách cho nặng Út. Xích lên đây mày. Nào mũ của tao mày. Ủa bạn, bạn cũng leo mới hái vậy bạn. Tao hái dưới hấp cho. Để. Ê mày không phụ sách tao. Để một hồi xuống đây hái. Mày nặng lắm mày ừ. Ây da. Đi theo nó. Tới đây ngồi đi mình hái sữa. Người ta đi hái cho bôi dưới thấp nè. Đó, mình sẽ hái Sabo. Được. Ba. Yeah. Đó, giật phê luôn luôn. Ây da. Chui vô kìa. Chui vô đây. Ây da. Hãy vô à, mọi người thấy thấy Sabo nghe chưa? Yeah. Ah.
đi qua đây nhiều. Giật liền. Út về hái được mục tiêu rồi. Mày đâu Út? Thì tao đang hái nè. Sách rồi nè mọi người. Đó, này mấy ký rồi. Chắc được 3 ký. Đi hái tiếp. Tôi sách qua nó rồi. Leo lên mới được. Hả? Cô ấy giật đến mày mà. Lụm sô vô. Đây có con trái chín rồi thi. Đây là cái sô bô chín cây này. Mà nó chưa chín dữ thế nào con cá. Con Út nó còn treo lên cây nè. Cái gì? Nó sô bô lâu lắm rồi chưa xịt thuốc. Bả đi làm có xịt tới đâu. Đây, trái dừa non. Bập bập bập. Trái dừa của người ta. Thì tao bập thôi chứ tao làm gì đâu. Tao làm gì đâu rồi nói tao. Đâu rồi? Mày đâu rồi? Ây dù dạ. Ây dạ, chèn xuống. Ây dạ. Ui dạ. Ui xin lắm quá. Vừa xế xe bồ đã không? Gì nữa? Xuống là gì? Nè. À? Còn không? Con khỉ đu cây à? Nó còn trẻ nó đu, mình giờ mình già mình hết đu à. Đuôi. Ê, ra đây cho mũi cắn tao quá mày. Sáng giờ quất mũi cắn quét phát à. Ủa còn cây dừa xanh này của ai? Đó chưa tao kinh xuống nhau. Ô ba trái bự nè. Đó, thấy bự chưa? Ngủ con ngủ. Dính một cá này chùi khỏi ra luôn nhau. Leo xuống đi, giật thôi, gần đủ rồi nè. Gần đủ rồi mẹ. Hái vài trái nữa là được rồi. Má nó ăn sô bô chín cái nó dục xuống nè mọi người. Coi khốn nạn chưa. Nó ăn trái sô bô chín nó dục xếp nữa trúng đầu tao rồi. Mày hái trái sô bô sống nhăn mà dục xuống đây hả? Được. Định bỏ vô gặp. Tao tuốt trên đọt con cây nè, nó ngồi nó ăn sa bô chín nè. Ăn sa bô chín xong nó dục vô đầu người ta nè. Thì nhìn khỉ luôn trảnh mọi người. Đây một vỏ sách. Đây một vỏ sách rồi nè. Gì? Hái mấy trái lên cao này với bỏ mẹ hái không có tới đâu. Bỏ. Ủa, thấy cái trái dừa đâu không? Không thấy. Thấy được 150. Có quận 200 ngàn. Ừ. Đền nó đền nhung. Đu nè, nó ăn sô bô vậy á, nó leo vậy, nó ngồi nó ăn cái dục sô bô chín xuống đầu mình. Ăn cũng cho ta nửa mặt đồ. Ăn mình nè. Xong chưa, mỏi tay rồi. Bạn ăn vậy bạn mới sống bền chứ bạn. Bền mày. Người ta là đâu có bền. Ừ. Còn trái này chín không? Trái nãy nhưng mà nó chín nhưng mà nó chưa có mùi.
Coi nó nè, ừ đó, giờ nó luồn qua chỗ khác. Ừ, dính mũ cái đít mày nè con. Nó lên, giờ nó lên tới đọt dừa luôn rồi. Nè. Ê chừng, hết chưa? Chưa. Trái tim thích, thích thì thầm thà thương thương. Nếu anh đã thích thì mình về chung đường. Thứ em thích, thích kể ra phải ba chương. Nhưng thứ em thích nhất là được anh thương. Đây nó đã xuống thành công rồi mọi người. Nó đã xuống thành công rồi, kệ nó đứng. Có dính mũ không? Có dính mũ không? Một vỏ sách trội này phải khiêng mà mình tao ăn á. Lụm hai trái nữa vô, hai trái nó rớt rồi. Cái nào? Mấy trái bụi trà bá, cây bụi đó đó. Hai hết rồi. Không có thói đất bản. Và ta tiếp thu rất khách quan. Một lầu mừng. Cứ bước đi đi, xem tình yêu này không có gì. Anh cũng chẳng cao sàn, chẳng lâu hiếp bài nghiệm như ý. Rồi giọt gì giọt đi. Cây này đã thấy hết rồi mà Út. Này dâm đi. Rồi cho mọi người coi nguyên cái vườn của mẹ nè. Đây là dừa nè ha. Ha, bên kia là mít nè ha. Đó mọi người thấy mít không? Đây phóng to cho mọi người coi trái mít nè. Không phóng được à. Đó, đó trái mít nè. Đây trên đầu mình là cây dừa nè, sabo nè, chuối nè, sabo nè, à, dừa, nó xung quanh quá toàn là cây không. Ủa có thấy gì đang ngồi. Trời ơi, mũi nó cắn từ nãy của tao, hút hết máu tao, út ốm sao chịu nổi mày. Ê, tao đi dịch nhức giò quá tao. Mọi người thấy hái là hồi đó là treo lên cây lèo, treo lên cây hái không chứ đâu có giật đốt. Hồi đó khỏi của hai đi hái sabo mướn á. Đó mình đi hái sabo mướn mọi người. Là treo lên cây dương khỉ như nó hồi nãy vậy đó. Trời ơi, hồi đó hai treo cho bác Năm là hai treo cái nhánh nhỏ xíu mà sabo treo nhánh nhỏ hay không sợ. Mà vú sữa hay sợ. Mọi người cái này nó chắc lắm nha, mọi người có thể treo được. Vú sữa nó giòn, nhánh nhỏ xíu mọi người có thể treo qua được luôn, nó không có gãy. Đó con Út nó leo nè. Chứ vú sữa mọi người trèo cái nhánh bự mọi người còn sợ. Hồi đó hay bị té vú sữa 1 lần rồi. Ừ. Té kiểu như hồi đó giờ hái sabo có bao giờ bị té đâu. Nó giờ nó leo lên tới đâu à. Ê coi. Coi chừng dính mũi nha mẹ ơi. Biết nãy thay bộ đồ ra. Nhà có đồ mà. Mọi người thấy nó chưa, nó leo lên rồi đó. Bỏ luôn đi chứ giờ sao. Hình như trái này nó muốn chín hay gì nữa. Mình trời chín ráo luôn rồi ơi. Nè nó chín rồi nè mọi người. Nè mọi người mình thấy không còn mũ không, là nó gần chín nè. Nó chín nè, nó mềm mềm mà nó chưa có chín mùi. Ồ trái hái trái này mẹ luôn đi. Trái này nó cũng muốn mềm rồi. Nè không. Nè mọi người nhìn nè, nó muốn chín nè. Nè, cho sabo nè. Nè, thấy không? Bên đây là nó hết mũ rồi nè. Bên đây nó còn mũ nè, nó gần chín chín, nó muốn nhiều là nó sòn sống. Cây này muốn chín gần hết rồi ta. Nhỏ quá. Nó già, nó nhỏ xíu mà nó già nè mọi người. Nó nhỏ xíu mà nó già rồi nè, nhưng mà nó chưa chín. Nè, cho tới chín cây ăn nè. Chín mùi không? Không. Không chín mùi biết ăn gì vậy. Nhìn vô. Bỏ đây. Đổ ra. Đây, đây gì đó. Đủ chắc đủ chục ký rồi thí ơi. Trời ơi nó cũng chui ở đây nó vẫn. Trời ơi nó cũng chui ở đây nó vẫn. Ấy mà nghe nè. Nè nè. 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 Đi đâu cũng đi theo trời. Dạ. Thôi. Đây, ê, dính giờ hái. Đi đâu dính xình rồi? Bóp rồi. Đây.
bắp mỏ mày. Nhìn đâu không đi theo. Tao bò. Giờ mình sẽ khiêng cái này đi vô nhà. Con đi. Khi vừa tới nhà là Hiếp con làm cái gì trong đây hả? Trời ơi, giờ nó con lấy vô con chụp thịt hả? Trời ơi, giờ nó lấy vừa chụp thịt của bà nội rồi lại nữa kìa. Hủi đi, hủi, anh lên. Hủi. Trời ơi, không sợ hả? Không nóng hả? Vô. Trời ơi, coi bà ngoại coi thịt nè. Thịt chịt. Nè, giờ đi ra tới đây rồi nè mọi người. Mũi cắn quá, giờ tới đây hết mũi cắn rồi. Bây giờ có tới đây nó mới giật. Mọi thấy giật kìa. Nghe bật nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng được rồi. Ngồi xuống nhà không? Đi ra kia đi. Mất lỗ bên kia rồi, kia tao đổ ra. Chỗ bà ngoại có mấy cái bụi nha đam nè, thấy cưng không? Ủa mấy cái giặt bỏ ngoài đi dinh vô kìa. Dinh xuống dưới chín mình ăn. Có ăn không? Có, không có, không gây hơi ăn mà. Thôi ăn hả? Anh hai mày ăn nhiều hơn. Đó. Ê, chín nè. Đừng. Thôi ơi. Đây, trái này chín nè mọi người. Đây mình sẽ tách xe bu ra. Ôi mày đưa tao tái chín hồi ê rồi. Hồi ê rồi. Ừ, nó chín nè. Rồi mọi người thấy nó chín ngon kìa không? Mà nó chín quá mùi rồi. Đây, cho trái khác rồi, trái này vô ê rồi. Ồ, trái này ngon rồi mọi người. Nè. Tuyệt vời. Mọi người ăn sô bô chín nha. Ừ. Trời ơi, nó thơm về nãy nó bị hôi ê. Nó thơm quá. Ừ, thấy ngon. Cái này sao bùi chín cây nha. Ừ. Út ăn không Út? Cái này còn chín hơn nè. Tôi yêu anh từ một đánh nhìn đắm chìm chẳng thể tìm được lối thoát, ngày qua ngày nghĩ về anh. Ta giờ đâu té nguồn nữa. Thôi quá. Đi khu vực chết rồi. Nào Út, mày nói trái nào Út? À, mấy trái sabo mà chim ăn thì nó xin cho Hiếp ăn. Trời ơi, trái sabo chín nó rụng rồi nè. Này mới hái gì Út hay nào vậy? Nó bị gió nó chín rụng. Này. Ê, này chín mút luôn nè. Lụm mấy trái nào mà sâu à, ăn chim ăn á, cho nó ăn nó thì két, cho nó biết nói. Ăn trái nữa nè mọi người. Ê, trái này cũng chín rồi nè, mới rụng hay gì nè. Trời ơi mọi người, thấy sô bô chín nó rụng. Nó rụng vàng trời mây luôn nè mọi người, đây nữa nè. Ôi. Quá trời sô bô chín nó rụng. Đây ăn trái nữa đi mọi người nè. Đây ăn trái nữa nè. Trời ơi trái này chín nó bị dồi rồi. Đấy rồi mấy trái này chín hay lụm ra riêng hay để vô bọc đem xuống dưới để dành. Ủa trái này ăn được rồi mà. Trái này chín múp rồi mà. Nó cũng chát á. Ừ nó cũng chát. Đó, hái được một rổ nữa nè mọi người. Này dư 10 kg luôn rồi đó. Để một hồi mình sẽ lựa mấy cái trái nào mà gần chín ra. Để riêng ra. Rổ kia hình như nãy có 3 ống trái mà rổ này nhiều gì đúng không? Rổ này nó gần chín
coi chừng hay rung một cái nó rụng cho coi. Rung một á. Cái đó quá trời luôn. Hả? Cây này trái chín nhẹ á. Đây. Mọi người thấy sabo chín chưa? Đây sabo này chín. Khá ngon. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi sabo đi xuống nhà trọ mình bán mọi người. Đây, một rổ sabo. Bye bye, hẹn gặp mọi người tiếp theo nha. Bye bye.